mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình cà phê cuối tuần cùng với MC Anh Khang và Viva ngày hôm nay. Ngày hôm nay gặp nhau lại cuối tuần nữa rồi, vậy thì một tuần qua chắc chắn rằng là đã có rất là nhiều những cái thông tin mới mà anh Khang và Viva muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Bây giờ là em rất là hứng thú chia sẻ một cái thông tin này, tức là bây giờ từ một cái áo ba lỗ rộng thùng thình như là lỗ. Ý như là vô dụng gì đó, anh đàn ông trai hay mặc nhà đó, mấy cái áo đàn ông con trai hơi rộng hoặc là áo phụ nữ cũng được luôn. Nhưng mà nói chung là những cái áo ba lỗ mình bận bình thường á, nó hơi cũ rồi mà mình chán nó rồi, thì mình có thể cắt làm thành một cái áo tuyệt đẹp luôn. Bước 1, lật mặt sau của áo, vẽ lên đó một hình thang. Bước 2, cắt rời phần áo theo đường hình thang vừa vẽ. Bước 3, lật lại mặt trước, vẽ một đường thẳng giữa áo và cắt theo đường này. Bước 4, giờ thì bạn hãy lật mặt sau lại, dùng hai vạt áo vừa tạo ở bước 3 buộc ra sau lưng là được. Đó, thấy chưa, tôi thành một kiểu mới luôn. Nghĩ sao ba lỗ tôi đang mặc, tự nhiên tôi thành crop top. Cái đó thì anh chắc anh nhường cho em được. Thì ba lỗ được mà luôn. Anh mặc anh đưa cho em. Anh sao em... thiệt tình á. Này là em giới thiệu cho anh cái mẹo vặt, anh hiểu không? Không những làm crop top mà có nhiều người người ta còn làm túi xách, làm đủ thứ hết trơn luôn á. Rồi bây giờ nếu mà nói về những cái mẹo vặt thì anh tin rằng là bên cạnh những cái mẹo vặt về thời trang thì có một mẹo vặt nữa mà Vi Vân cũng sẽ rất là thích, đó là những mẹo vặt dùng trong bếp. À thì em không thích đâu, tại vì người nấu nướng. Ồ, tại vì anh nhưng mà thấy các bạn là thích đó. Tại vì anh thấy rằng là phụ nữ thì việc bếp núc mà nấu ăn, có nhiều người xem việc nấu ăn là một cái sở thích yêu thích của đúng họ rồi, luôn đúng mà rồi. Nhưng mà họ lại rất ngại cái vấn đề sau khi nấu ăn và ăn xong, đó là vấn đề dọn dẹp và lau rửa. Bởi vì những vết dơ, vết bẩn, thậm chí là những vết cháy khét trên chảo, nồi, son gì đó rất là khó để xử lý, đúng không? Vậy thì sau đây là những cái cách giúp chúng ta xử lý nhanh gọn lẹ những vết bẩn trên vật dụng nhà bếp. Rửa son nồi bằng vỏ trứng. Với những chiếc nồi, son hay chảo bị dính các vết bẩn khó làm sạch khi nấu nướng, nhất là khi bị cháy, các bạn có thể sử dụng trứng để rửa. Các bạn đập vụt vỏ trứng, cho vào nồi và chà sát mạnh, các vết bẩn sẽ được đánh bay nhanh chóng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng nước chanh để làm sạch đồ kim loại bị rỉ sét, dao, kéo hay các dụng cụ kim loại khác bị rỉ mà khó làm sạch. Bạn chỉ cần vắt một chút nước cốt chanh lên, rồi dùng cọ rửa bát cọ sạch, sau đó rửa lại bằng nước sạch vài lần. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tận dụng vỏ chanh để khử mùi tanh trên thớt. Sau khi rửa thớt theo cách thông thường, các bạn dùng vỏ chanh chà mạnh lên đó, mùi tanh và mùi đồ ăn khó chịu sẽ được đánh bay và chiếc thớt còn được vệ sinh an toàn hơn. Đối với một số người thì cái việc đi du lịch nó giống như là một sở thích. Thì đối với mình, cái điểm xuất phát đầu tiên nó cũng là một cái sở thích. Nhưng mà sau đó thì qua càng nhiều chuyến đi thì mình càng nhận ra là mình bị nghiện du lịch. Nghiện du lịch ở đây có nghĩa là giống như rất là nhiều những cái người dân đi bộ kỳ cựu khác ấy, họ cũng đều nói là họ bị nghiện du lịch và họ không có nhu cầu bị cai nghiện. Cảm ơn Đinh Thành ngày hôm nay đã đến với cà phê cuối tuần của anh Khang và Vi Vân. Sao bữa nay tự nhiên anh nói nhẹ nhàng quá vậy? Tại vì có phụ nữ thì dĩ nhiên mình phải lịch sự chứ. Ủa vậy đó hả? Ờ đúng rồi. Chào Đinh Thành gì? Hôm nay bạn tới với cà phê cuối tuần thì bạn cảm thấy như thế nào trong ngày không gian cuối tuần này? Thực ra mình thì là một người cũng rất là đam mê cà phê, thành ra là có cà phê ngon rồi có những cái người bạn mà thú vị nữa thì chắc chắn là cái buổi trò chuyện hôm nay sẽ rất là vui. Cái chuyến đi đầu tiên của mình ra nước ngoài thì cũng chỉ mới cách đây 6 năm thôi, cũng không có xa xôi gì lắm. Nhưng mà ngay từ hồi nhỏ là mình hay được mẹ cho đi rất là nhiều. Với lại nữa là từ cái thời điểm mà gia đình chuyển từ ngoài Bắc vào trong Nam sinh sống á, thì những cái năm mình nhớ cái năm cấp 3, năm mười mấy tuổi là mình thường xuyên ngồi tàu hỏa từ Bắc, từ Nam ra ngược cái Bắc. Ở cấp 3 thì còn được á, nhưng mà cấp 2 thì hơi nguy hiểm ha. Còn nhỏ xíu mà không có người lớn đi kèm á. Sau này nghĩ lại thì mới thấy là có những cái trường hợp nó rất là nguy hiểm. Như người khác là họ có thể gặp những cái điều bất trắc hoặc là những cái điều không may. Nhưng mà mình thì không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa có xảy ra chuyện gì. Người ta gọi là lịch sử làm nên con người đó. Chỉ muốn một cái thắc mắc duy nhất thôi rằng là cái sự xê dịch như vậy nó sẽ mang lại được điều gì cho Hằng để nó luôn thôi thúc Hằng trong mỗi chuyến đi. Thực ra mình ít khi dành thời gian để nghĩ đến những cái điều mà nó hơi có vẻ vĩ mô và nó cũng hơi lý thuyết như vậy. Nhưng mà mỗi khi mình ra ngoài đường á, thì lúc nào mình cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ gặp người xấu hay người tốt, mình sẽ gặp tai nạn này hay là những cái chuyện khác. Nhưng mà khi mà mình đi du lịch
cái điều ngạc nhiên nhất là mình gặp rất nhiều người tốt. Những có những cái người mà bạn tưởng tượng là cái năm 2013 lúc mà mình đi gần một năm xuyên Mỹ, Mexico và Cuba, thì phần lớn thời gian mình ở trong cái trên cái hệ thống tên là Couchsurfing, tức là cái cộng đồng homestay miễn phí trên toàn thế giới, thì những cái người đó họ cho mình tới ở nhờ nhà họ hoàn toàn miễn phí, giống như một cái người bà con, một người bạn. Mình không hề biết gì về họ ngoài cái tên và ngoài cái profile, ngoài cái hồ sơ mà họ viết về mình ở trên cái hệ thống. Nhưng mà phần lớn những người trong số đó mình gặp đều là những người tốt, và họ chào đón mình đến ngôi nhà của họ, họ dẫn mình đi chơi, họ coi mình giống như một cái thành viên trong gia đình. Và đó là cái đó vì sao mà mình trở thành một cái người lạc quan hơn rất là nhiều sau những cái chuyến đi. Hồi xưa khi mà mình mới đi du lịch ấy, thì cái niềm hào hứng khám phá nó rất là nhiều. Mình chỉ muốn là đi thật là nhiều nơi, check-in thật là nhiều chỗ, cái passport, cái hộ chiếu của mình phải có thật là nhiều dấu để và có thể là nhiều hình. Như kiểu là thành tích vậy đó, mình muốn được nhiều số lượng. Hồi xưa hồi còn trẻ thì mình cũng vậy, trẻ hơn bây giờ thì mình cũng vậy. Nhưng mà sau này khi mà mình đi nhiều thì mình nhận ra là mình muốn dành cái khoảng thời gian đó, cái chuyến đi đó cho riêng bản thân mình. Mình không làm gì hết, mình chỉ ngồi đó và dành thời gian để tận hưởng cái khoảng thời gian tự do mình đang có, tận hưởng cái khung cảnh đẹp mình đang có, tận hưởng cái khoảng thời gian rất là vui vẻ mình nói chuyện với một cái người địa phương nào đó, và mình có những câu chuyện, có những tấm hình để kể với bạn bè, với cái cộng đồng, những cái người mà đam mê du lịch với mình ở trên mạng xã hội. Vậy thì chắc là nhiều khán giả sẽ rất là thắc mắc rằng là ủa vậy thì cái chi phí sinh hoạt như thế nào, và không phải chỉ là ở một thành phố đó mà ở nhiều nơi, tại vì Hằng đã đi quá nhiều rồi. Vậy thì bạn sẽ chuẩn bị cho kinh phí những chuyến đi ra sao, hay là bởi vì bản thân bạn cũng đã có một sự dư dả nhất định về tài chính cho nên là thích thì cứ đi chơi nên không phải suy nghĩ nhiều? Thực ra mình cũng cố gắng chia sẻ với mọi người đó nhiều để mọi người hiểu là thực ra là mình cũng không phải là con nhà đại gia hay là quá dư dả gì, bởi vì thực ra ai thì cũng phải làm việc cả, ai cũng phải làm việc thì mới có tiền. Thì thực ra trong vòng 6 năm vừa qua, khi mà Hằng đi rất là nhiều như vậy á, thì Hằng làm để không dưới 10 đầu việc. 10 đầu việc khác nhau, những cái công việc liên quan đến truyền thông, báo chí, phóng viên, làm PR, thậm chí có đôi khi Hằng còn làm bánh ở một cái tiệm bánh nhỏ nhỏ của một người bạn nữa. Nói chung Hằng làm rất là nhiều công việc khác nhau. Hằng không nề hà cái việc là phải làm cuối tuần, làm overtime, làm quá giờ, rồi làm những cái công việc nhỏ cái lại khác. Không có bao giờ mà ở một trong một thời điểm mà Hằng chỉ làm một công việc hết. Lúc nào Hằng cũng có một công việc full time và nhiều công việc part time khác nhau và làm các dự án nữa. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ là không có ai có tất cả, cái gì cũng phải đánh đổi. Mình không thể nào mà lúc nào cũng ăn nhà hàng sang chảnh, đi bar, club này kia, xài rất là nhiều tiền cho shopping và sống một cuộc sống dư dả trong khi mình vẫn có thể đi du lịch được, thì cái này rất là khó khăn. Thì Hằng sẽ chọn cái giải pháp là Hằng sống một cuộc sống rất là giản dị. Hằng đi một cái xe mà 13 năm rồi Hằng chưa có đổi, một cái xe rất là cũ. Sống thì mình ở nhà thuê thôi, cũng không phải là mua nhà, mua cửa, mua xe gì. Và đối với Hằng thì cái cuộc sống như vậy nó là một cái cuộc sống giản dị và nó đủ đối với Hằng rồi. Hằng đánh đổi cái cuộc sống đó để có một cái cuộc sống nó nhiều màu sắc hơn, nó thú vị hơn khi mà mình ở trên đường. Những người phương Tây á, thì 18 tuổi khi mình bước ra mà mình đi du lịch đây đó khắp thế giới thì người ta không phải là lo lắng gì hết, tại vì cái đó là cái cách sống của người ta rồi. Nhưng mà đối với Việt Nam, đối với ta đó, thì cái việc mà mình là phụ nữ mà mình lại quyết định đi xa một mình như vậy á, thì có những cái trở ngại nào không? Ví dụ như về gia đình hay là về tâm lý mình chẳng hạn, mình không có phải là thói quen như vậy thì sao? Vân nói đúng á, tại vì thực ra ở nước ngoài á, thì họ có một cái văn hóa gọi là văn hóa gap year, tức là có rất là nhiều bạn học xong cấp 3, trước khi mà các bạn ấy quyết định lên đại học, thì các bạn ấy dành khoảng một năm đi du lịch đó đây hoặc làm những cái công việc khác trước khi mà họ quyết định cái phương hướng cuộc đời của họ. Thì thực ra có rất là nhiều bạn
gọi là đi ghép dê nhưng sau đó thì đi luôn. Tại vì cái văn hóa phương Đông của mình không quá quen với cái việc đi ra khỏi ngôi nhà mà nhất là phụ nữ nữa. Nhưng mà Hằng nghĩ là ở trong cái thời buổi hiện nay thì nếu mà mình còn suy nghĩ như thế là mình tự giới hạn cái bản thân mình. Thì ra thời gian đầu mẹ mình cũng không phải là cái người mà quá là ủng hộ cho mình đâu. Những cái chuyến đầu tiên của mình thì đi rất là ngắn ngày thì không sao, nhưng sau đó thì lúc mà mình quyết định là đi dài ngày, cái năm 2013 mình quyết định là đi gần một năm á, thì có xảy ra cãi vã khá là nghiêm trọng mình với mẹ, nhưng mà sau đó mình thuyết phục được mẹ. Bởi vì thực ra á, cha mẹ nào cũng thương con cả, mà cái điều gì làm cho con mình hạnh phúc thì cha mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Hằng tin một điều là như thế, cho nên là thực ra mình đi quá nhiều chuyến và mình chứng minh được cho mẹ mình thấy là mình là cái người đi rất là có trách nhiệm, cẩn trọng, và mình không phải là cái kiểu người bạt mạng. Cho nên là bây giờ thì mẹ quá quen rồi và không muốn nói gì nữa. Thì phải có sự tin tưởng đó, là phải chinh phục đó. Vậy thì trong khoảng thời gian đó thì cái khó khăn nào hoặc là cái điều gì làm bạn gọi là cái kỷ niệm nào làm bạn đáng nhớ nhất, sợ nhất? Tại vì khi mà mình đi du lịch một mình như vậy, nhiều khi mình hết tiền chẳng hạn, hay là gặp nguy hiểm, như Hằng nói là gặp nhiều người tốt rồi, ví dụ như là bất ngờ gặp đâu một người xấu, có kỷ niệm nào mà đáng nhớ mà sợ không? Có lẽ cái kỷ niệm mà hãi hùng nhất thì có lẽ là nó xảy ra ở Cancun, Mexico. Thì trước khi mà mình tới Mexico thì tất cả những người bạn của mình ở Mỹ đều nói là nếu mà trên thế giới này có bao nhiêu nước thì tao sẽ đi hết, và cái nước Mexico sẽ là nước cuối cùng mà tao tới. Thì các bạn có thể hình dung là mọi người nghĩ về Mexico nguy hiểm như thế nào, nhưng mà thực ra thì suốt cái chuyến đi của mình hoàn toàn không xảy ra bất cứ một cái sự cố nào cả, trừ một cái sự cố mà mình có lẽ không bao giờ ngờ được. Thì tối hôm đó là mình đang đi bộ từ bến xe bus về nhà của người bạn ấy, thì lúc đó thì mình được một cái anh lái xe chở hàng người Mexico, anh nói là anh đi dọc cái con đường đó thì nếu mà muốn thì anh có thể cho quá gian. Thì lúc đó cũng còn tới khoảng 3 cây số nữa mới về nhà, mà trời nó cũng hơi tối. Thật ra là mình cũng không nghĩ ngợi gì quá nhiều, mình nhảy lên xe. Lúc mà mình nhảy lên xe một cái thì anh này anh mới quẹo xe bất ngờ qua một cái con đường khác. Thì mình mới nói ủa tại sao anh nói anh đi thẳng đường này, thì anh nói là anh đi một cái đường tắt. Nhưng mà thực ra bạn biết là nó không phải là đường tắt, mà mình lúc đó là mình biết rồi, mình biết là mình đã sai lầm rồi đó. Mình có thể mắc một cái sai lầm rất là lớn trong cuộc đời của mình rồi. Thì lúc đó là thực sự là trong suy nghĩ trong đầu là chỉ có một suy nghĩ là bây giờ phải nhảy xuống xe. Nhưng mà nhảy xuống xe thì lại là một cái giải pháp rất là tồi, bởi vì xe đang chạy với cái tốc độ như vậy mà mình nhảy xuống thì có thể còn gây nguy hiểm nhiều hơn cho mình. Thì mình phải đợi, mình phải chờ cho đến khi mà cái anh đó anh dừng xe lại một cái nơi rất là tối, rất là vắng qua ai chưa. Và may mắn làm sao thì lúc đó mình kiểm tra cửa thì anh không có khóa cửa. Thế là mình ngay lập tức mình nhảy xuống xe và mình chạy đi luôn. Vậy thì sau khi mà trải qua coi như là một tạm gọi là một bài học nhớ đời vậy đi, thì sau này thí dụ mà có người hỏi han bạn về những kinh nghiệm đi du lịch, bạn có kể cho họ nghe câu chuyện này để giống như là để cảnh cáo trước cho họ biết được rằng là thật ra một cuộc đời ngoài kia nó không hẳn là toàn màu hồng như những chuyến du lịch bạn hay kể. Mình kể cho mọi người rất nhiều về những cái trải nghiệm, về những cái chuyến đi, về những người tốt mình gặp, nhưng mà mình cũng kể cho mọi người về những cái chuyện không may, những cái chuyện mà có lẽ là mình gọi là xui mình có thể gặp trên đường. Bởi vì mình không muốn có rất là nhiều bạn trẻ ngoài kia hiểu nhầm cái việc đi du lịch nó quá dễ dàng. Tại vì các bạn cứ nghĩ đơn giản rằng một người phụ nữ trẻ đi du lịch một mình mà không phải đi cái kiểu mà sang trọng, mà đi cái kiểu ba lô như vậy, thì đi suốt chừng đó năm không xảy ra một cái chuyện gì nó quá gọi là nghiêm trọng thì chắc chắn là cô ấy phải là cái người có kinh nghiệm và có kỹ năng. Thì mình rất là muốn chia sẻ những cái kỹ năng và những cái thông tin này cho những cái bạn khác. Bởi vì thực ra nếu mà mình quá sợ hãi thì chắc chắn là mình không thể làm gì được. Mình sợ hãi quá thì mình chỉ có thể ở nhà thôi. Còn nếu mà mình đi thì chắc chắn là mình phải trang bị thông tin, phải trang bị vũ khí. Ở đây mình không nhất thiết là các bạn phải có một cái bình xịt hơi cay và có cái con dao như mình, nhưng mà mình cũng khuyến khích các bạn nữ là học qua những cái bài lớp võ tự vệ hoặc là rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Tại vì bạn biết là trong những cái tình huống như vậy á, chỉ có những cái người sức khỏe tốt thì mới có thể thoát ra khỏi những cái tình huống như vậy thôi. Và sức khỏe tốt không phải là chỉ trong những tình huống như vậy đâu, trong tất cả mọi tình huống mọi thứ cần thiết cho cuộc sống đó là điều đầu tiên. Và bây giờ thì sẽ có một cái phần gợi nhớ lại ký ức của Hằng. Wow, bạn thứ hai ở dưới biển hả? Đúng rồi,
mình nhớ không nhầm thì hình này chụp vào tháng 8 năm 2015 ở đảo Gato. Gato trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chú mèo. Thì hôm đó là mình và hai người bạn, mình có hai người bạn là dive master, là những cái người mà ở lên cái level cao nhất của những cái người mà lặn á, hai đứa rồi một số người khác nữa mới hợp thành nhóm và đi lặn chung với nhau ở đảo. Thì đảo Gato là một trong những cái nơi lặn rất là nổi tiếng ở ở Philippines. Lúc cái bức hình này là chụp lúc mà Hằng chuẩn bị đi qua xuyên qua một cái đường hầm dài 30 mét ở phía sâu dưới đảo. Thì cái đường hầm này nó rất là đặc biệt ở chỗ là nó toàn bộ mái vòm đá ở phía trên được bao phủ bởi san hô rất là nhiều màu sắc. Và điều tuyệt vời hơn nữa là lúc mà mình đi xuyên qua cái đường hầm 30 mét đó, thì ở cuối đường hầm nó có một cái điều cực kỳ bất ngờ là mình nó là một cái máy vòm nhỏ nhỏ có ánh sáng chiếu xuống, và ở đó có một chú cá mập đang lượn qua lượn lại ở trước cái cửa hang. Thì lúc mà mình đang cùng với cái người hướng dẫn lặn đi xuyên qua đường hầm thì ánh ra dấu hiệu là im lặng. Thì cái loài cá mập hôm đó mình gặp là cá mập vây xám. Thành ra là nó là một loài cá mập rất hết sức là bình thường, rất là nhẹ nhàng, và mình nép vào trong thành hang là mình không có muốn khuấy động cái không gian của cái chú cá mập đó, bởi vì đó là nhà của họ, đó là nhà của cái sinh vật biển, còn mình chỉ là cái người tới thăm trong chốc lát mà thôi. Và nếu mà mình đánh động thì cái chú cá mập đó sẽ bơi đi chỗ khác mà mình không thể nhìn chiêm ngưỡng được cái khung cảnh đẹp đẽ đó nữa. Vậy thì ngày hôm nay chỉ có một cái câu hỏi băn khoăn nãy giờ của anh Khang và Vi Vân dành cho Đinh Hằng, coi như để kết lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thì bạn là một người mê du lịch lắm rồi, thì ai cũng biết. Vậy thì bạn suy nghĩ như thế nào về những cái tiếp người có thể gọi là khá phổ biến trên Facebook hiện nay đi, những cái kiểu đi du lịch, kiểu thứ nhất là đi để mà check-in, để chụp ảnh, để người ta hay dùng một cái chữ ngôn ngữ của tuổi teen bây giờ là sống ảo ở một nơi nào đó. Một kiểu thứ hai rằng là rất thích đi, rất mê đi, nhưng mà lúc nào rủ đi thì lại luôn có một nỗi lo về tài chính, lo ăn ở, nói chung là rất nhiều cái nỗi lo đi kèm với cái sự đam mê đó. Kiểu người thứ ba là rất là thích đi nhưng mà chỉ muốn ở trong cái vùng an toàn, đến những cái nơi mà cũng biết chắc về cái sự tin cậy nhất định rồi mới chịu đi. Thì bạn nghĩ như thế nào về ba cái tuyết người này? Thực ra như anh Khang nói là đúng là có rất là nhiều kiểu đi du lịch khác nhau và nhiều kiểu tiếp người khác nhau. Thì thực ra cái việc đi du lịch nó dạy mình một cái bài học, có lẽ là mình cảm thấy là rất là đáng giá, là chỗ là mình ít phán xét người khác hơn. Đối với mình thì đúng chính xác có rất nhiều kiểu đi du lịch khác nhau, và mình tôn trọng tất cả những cái kiểu đi du lịch như thế. Cái đó hoàn toàn quyền tự do của bạn. Bạn có thể đi để check in, chỉ để có những tấm hình đẹp. Bạn không có nhiều thời gian cho nên bạn phải đi ngắn ngày. Hoặc là bạn muốn đi du lịch nhưng mà bạn không phải là cái tiếp người thích khám phá quá nhiều, thích mạo hiểm, thì hoàn toàn bạn có thể ở trong cái ranh giới an toàn của bạn. Thì đối với mình á, mình tôn trọng tất cả những cái kiểu đi du lịch như thế. Mình chỉ có một điều như thế này, tức là nếu như thực sự bạn còn trẻ, bạn ham mê khám phá, thì mình khuyến khích các bạn là hãy mạnh dạn hơn, hãy bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình nhiều hơn là chỉ đơn giản là chỉ đi đến cái nơi đó, check-in, chụp vài tấm hình đẹp rồi đi về. Bởi vì sao? Bởi vì đối với mình, mỗi chuyến đi nó ý nghĩa nhiều lắm. Mỗi chuyến đi nó là một cái lần mình được bước ra ngoài thế giới, được nhìn ngắm, được trò chuyện, được biết những cái điều mới, được biết những cái con người mới. Thì sẽ rất là tiếc nếu bạn chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Hãy mạnh dạn. Tại vì thông tin thì có sẵn rất nhiều ở trên internet, hoặc có thể vào mạng xã hội của mình đọc, mình chia sẻ rất là nhiều. Các bạn trẻ đừng có sợ. Bởi vì á, nếu mà sợ thì thực sự mình không thể làm được gì hết. Mình sẽ tự trói chân trói tay của mình. Mà khi còn trẻ thì mình có rất nhiều thứ mình mà người già không thể có được, là gì? Là tuổi trẻ, là thời gian, là sự liều lĩnh. Và mình có thời gian để sai, mình có thời gian để học được bài học, và mình có thời gian để vấp ngã, và sau đó mình rút ra được bài học và mình trưởng thành hơn. Thì tại sao mình lại không bước ra cái khỏi vòng an toàn của mình và khám phá thế giới nhiều hơn? Và một lần nữa thì rất cảm ơn Đinh Hằng ngày hôm nay đã đến với quán cà phê cuối tuần của anh Khang và Vi Vân, và để cho chúng tôi cũng như là tất cả khán giả của cà phê cuối tuần có được một buổi trò chuyện rất là thú vị. Và chắc chắn là các bạn trẻ đang muốn đi du lịch là đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi, và cảm ơn Hằng đã chia sẻ những điều đó. Và chúc Hằng sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn hai bạn MC. Những chuyến đi luôn mang đến cho người trải nghiệm nhiều cảm xúc. Và trong phần còn lại của cà phê cuối tuần hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng dành ít thời gian để chu du đến vùng đất đậm màu Á Đông và có nhiều nét tương đồng với văn hóa Việt Nam.
nằm ở phía đông nam của Hàn Quốc. Gyeongsangbuk không phải là một cái tên quen thuộc trong sổ tay du lịch của nhiều người Việt Nam như Seoul hay Jeju. Thế nhưng, vùng đất cổ kính và thanh bình này đang được biết đến như một nơi đáng được dừng chân và thưởng lãm. Nhất là với những người yêu những cảnh sắc nhuốm màu của thời gian. Gyeongsangbuk được gọi là bảo tàng của văn hóa Hàn Quốc hẳn có lý do của nó. Khu lăng mộ hoàng gia Taerungwon trong những di tích hàng ngàn năm tuổi. Đến đây, bạn cần cho mình thêm thời gian, sự tĩnh tại để đi vào chiều sâu của vẻ đẹp ẩn trong thiên nhiên lặng lẽ và lịch sử trầm mặc. Và chỉ cách khu lăng mộ khoảng hơn 10 phút đi bộ, Cheongsangdae, đài thiên văn cổ nhất còn tồn tại ở châu Á, cho thấy trí tuệ phương Đông ở lĩnh vực vốn chủ yếu thuộc về văn minh phương Tây. Nếu bạn là người yêu quý những giá trị bản địa, thì kiến trúc và vẻ đẹp Gyeongsangbuk sẽ cho bạn những tâm đắc rất riêng. Gỗ và đá, hai chất liệu mang tính biểu trưng về dân tộc tính và thẩm mỹ của những dân tộc như Hàn Quốc và Nhật Bản, rất khác với vẻ đẹp linh hoạt, uyển chuyển của nền văn minh lúa nước Đông Nam Á. Một vẻ đẹp tinh tế và vững chãi, phản phất chất thiền trong cảm xúc và tư duy. Pongjongsa, ngôi chùa bằng gỗ đầu tiên ở Hàn Quốc. Pusuksa, một trong 10 ngôi chùa lớn nhất Hàn Quốc, lưu giữ 5 bảo vật quốc gia. Pugusa, quốc bảo của Hàn Quốc, nơi có hang động Phật giáo đẹp hàng đầu châu Á, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cùng với Phật giáo, Nho giáo từng có một đời sống cực kỳ thịnh vượng trong văn hóa của người Hàn Quốc. Sự hiện diện của hơn 700 giảng đường thời Hoàng Kim dưới triều đại Joseon như một lời nhắc nhở về nhân, lễ, nghĩa, trí, tính luôn có sức mạnh vượt thời gian. Ngôi làng Yandong đẹp như một phim trường cổ trang trong các bộ phim Hàn Quốc và trải qua năm thế kỷ nuôi dưỡng dòng tộc cổ xưa. Tổ tiên tôi xây dựng căn nhà này khoảng năm 1450 và tôi là thế hệ thứ 20 của dòng họ Son sống trong ngôi nhà 550 tuổi này. Nó như một lời hứa, một sự đảm bảo về văn hóa truyền thống sẽ còn sống mãi trong đời sống của nhiều thế hệ con cháu. Nền tảng nguồn cội luôn là trụ đỡ cho sức mạnh tinh thần của một cá nhân, một cộng đồng và xa hơn là một dân tộc. Với ngôi làng Yandong đẹp như tranh vẽ, tạc trong thiên nhiên của gỗ và đá, ta có thể hiểu tại sao Hàn Quốc và giới trẻ Hàn Quốc mang được bản sắc dân tộc mình đi thật xa, ra ngoài biên giới của họ. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến thiên nhiên như một phần của không gian Gyeongsangbuk. Với 70% diện tích là đồi núi, nhìn từ vị trí này, Gyeongsangbuk gợi cho người ta thật nhiều cảm giác về vùng Tây Bắc Việt Nam. Và nếu bạn đã quen với kiểu khí hậu chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, thì thời tiết ở Gyeongsangbuk là dịp để trải nghiệm cảm giác bốn mùa trong năm. Hay thậm chí là mùa hè nóng nhất Hàn Quốc và một mùa đông cực lạnh giá. Thú vị là, dù trong không khí nào thì nó vẫn không thể ngừng khiến người ta tò mò, ngừng tìm kiếm một điều gì đó đã rất quen thuộc, hiện hữu trong những cảnh sắc tuyệt vời này. Như vậy là từ nay, khi đến Hàn Quốc, quý vị có thể viết thêm một địa chỉ nữa vào hành trình của mình, nhất là với những ai yêu thích du lịch khám phá và chiêm nghiệm.